Đây chia sẻ với bác là hôm nay tôi chọn lọc được 20 con hàu bị. Loài này được 90 đến 1 tà rồi. Xin chào toàn thể các bác. Từ tháng 2 năm 2019, bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát tại Việt Nam đã gây thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi. Sau 5 tháng vào Việt Nam thì dịch ASF đã lây lan 63 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Người chăn nuôi lao đao, trang trại thì bỏ hoang, người thì chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi khác. Hiện nay, nhiều trang trại vẫn còn lợn và đang sống chung với dịch ASF. Tuy nhiên, phần lớn các trang trại đều không dám vào lợn hoặc tăng quy mô nái hổ bị vì tâm lý lo sợ dịch ASF lây lan vào trang trại nhà mình. Như các bác đã biết, thì tỷ lệ loại thải nái trong một năm trong trại từ 35 đến 40%. Vì vậy trong thời gian tới, các bác sẽ lấy lợn hậu bị ở đâu để bù đắp số heo nái bị loại thải. Trong thời gian vừa rồi thì tôi cũng đi hướng dẫn một số trại của tôi đang hỗ trợ để chọn lựa heo hậu bị từ heo thương phẩm trong trại nhà mình. Vì vậy trong video này tôi xin chia sẻ phương pháp chọn giống hậu bị để các bác tham khảo và áp dụng. Chân trước và chân sau phải đi lại bình thường và dễ dàng. Chân phải thẳng, không cong, không bị dị tật, không bị áp xe và đầu gối không được cong. Đối với móng thì hai móng không được quá nhỏ, không lệch nhau về kích thước, không bị lứt hoặc thối móng. Đối với âm hộ thì không quá nhỏ so với heo bình thường. Âm hộ phải cân đối và không bị dị tật. Chúng ta nên chọn những con heo trên 14 vú và phải có ít nhất 12 vú làm việc. Các vú phải đều và khoảng cách giữa hai hàng vú gần nhau. Không chọn những con có vú lép, vú kẹ. Ngoại hình phải cân đối, lưng dài vừa phải, ít võng, sườn sâu, bụng tròn và không bị sệ. Và sau đây là một số đặc điểm mà khi chọn giống chúng ta nên loại thải. Thứ nhất là gối cong hoặc gối cong hình liềm. Thứ hai là có hiện tượng u chai do tiếp xúc với nền bê tông. Thứ ba là có hiện tượng áp xe ở chân và khớp. Thứ tư là hiện tượng móng lệch, nứt móng gây đi lại khó khăn. Thứ năm là chúng ta nên chọn những con không có vú đĩa, vú nhỏ và vú tịt. Thứ sáu là âm hộ không quá nhỏ, nhỏ hơn 2,5 cm lúc 108 kg. Trên đây là một số lưu ý khi chọn giống hàu bị, các bác có thể tham khảo và áp dụng khi chọn giống. Nếu các bác thấy video hay thì hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn.